Chào các bạn, lần này mình là Sweetie Cherries, một phóng viên thường trú tại Thâm Quyến ở Trung Quốc. Sau một thời gian lặn một hơi dài răng rặc vì bận sắp mà lờ thì mình đã quay trở lại. Và ăn hại gấp đôi. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà lại không viết những bài về chủ đề nóng hổi ở trong nước hiện nay. Thì thú thực là mình đang không ở trong nước. Có khá là nhiều vấn đề mà mình chỉ biết qua báo đài, truyền thông. Cũng chưa có được nhiều hiểu biết sâu sắc để có thể khua tay múa phím được. Thế nên là thôi, cứ để mình là phóng viên thường trú tự do, viết những thứ mà mình đã trải nghiệm thực sự, là người đưa tin từ bên này đi vậy nhá. Và những bài viết của mình thì cũng sẽ chả bao giờ đả động đến vấn đề chính trị, cũng chả bàn đúng sai. Mình chỉ viết ký sự và có một chút quan điểm cá nhân ở cuối bài, vậy thôi. Hy vọng rằng là bài viết lần này về Thâm Quyến, nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của thành phố trẻ, nơi mình đang sinh sống và làm việc, sẽ đem lại những kiến thức thú vị, sống động và khách quan hơn về một trong những mô hình thành công nhất của đặc khu kinh tế trong quá khứ, hiện tại và tương lai trên thế giới. Trước hết thì các bạn hãy cùng mình nghía qua vài hình ảnh nhân ngày 29 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm 40 năm thành lập thành phố. Hoành tráng chưa? Quả thực là hôm đó cả thành phố siêu lung linh luôn. Dù không phải là người Thâm Quyến, nhưng mình cũng như là những người đang sinh sống và làm việc ở nơi đây đều dấy lên một niềm tự hào khó tả. Danh sách bạn bè của mình trên WeChat đồng loạt chia sẻ những video quay được kèm lời chúc chúc mừng sinh nhật Thâm Quyến. Thành phố này, so với tuổi của một đời người thì nó đã thuộc hàng trung niên, nhưng mà so với tuổi của các thành phố lớn khác ở Trung Quốc thì em ấy chỉ là một nhi đồng. Tuy nhỏ, nhưng mà có võ. Còn có võ như thế nào á? Thì hãy cùng mình lội ngược dòng lịch sử và phân tích nhé. Trong những năm gần đây thì mọi người thường nói đến những điều kỳ diệu của Trung Quốc khi mà đã tăng trưởng nhanh chóng trở thành thị trường số 1 thế giới và nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu. Tuy nhiên thì câu chuyện của vùng đồng bằng Châu Giang, trung tâm của sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc, mới thực sự khiến cho các chuyên gia trên toàn thế giới phải ngạc nhiên. Nơi dòng Châu Giang chảy ra biển có 9 thành phố lớn gồm Quảng Châu, Đông Quản, Huệ Châu, Thâm Quyến, Triệu Khánh, Phật Sơn, Châu Hải, Giang Môn và Trung Sơn. Cách đây 40 năm chỉ là những làng chài nhỏ, nhưng hiện nay là siêu đô thị chiếm tới 5% dân số Trung Quốc. Và trong khi Hồng Kông, thành phố cách Thâm Quyến chỉ có một con sông, đang chật vật với nền kinh tế quá phụ thuộc vào ngành tài chính, thì Thâm Quyến đã tìm ra con đường riêng khi trở thành một thủ phủ công nghệ cao của Trung Quốc. Thành phố này là nơi đặt trụ sở của các ông lớn công nghệ như là Huawei, Tencent, ZTE, Viện Gen Bắc Kinh, một thế lực trong nghiên cứu ADN, cũng đã chuyển từ thủ đô về Thâm Quyến để tìm kiếm một môi trường tốt hơn. Như ở bài viết đầu tiên về Thâm Quyến mà mình đã đề cập, thì thành phố này có đến 99 người dân nhập cư. Nào là các lãnh đạo tập đoàn cao cấp, nào là sinh viên mới ra trường, cho đến hàng triệu công nhân. Thâm Quyến chỉ có vài trường đại học nhỏ, không thể nào mà sánh với Bắc Kinh trên bản đồ học thuật. Nhưng đây lại là nơi mà các cử nhân tốt nghiệp ở thủ đô tìm về. Thâm Quyến cũng là nhà của 20% tiến sĩ Trung Quốc, là nơi mà có nhiều người làm chủ doanh nghiệp cao nhất nước và có số tỷ phú cao hơn bất cứ đâu ở đất nước tỷ dân này. Năm 2014, tạp chí Economist đã xếp hạng Thâm Quyến là nơi tốt nhất trên thế giới để thành công bằng con đường sản xuất và sáng tạo phần cứng. Dân số chính thức của Thâm Quyến vào năm 2018 là gần 12 triệu. Dù vậy, người ta còn ước tính là có khoảng 6 triệu lao động nhập cư đang sống ở đây. Vậy thì làm sao mà chỉ trong có 40 năm, từ một làng chài nghèo, Thâm Quyến đã thành một siêu đô thị lớn nhất thế giới, với GDP còn lớn hơn cả Hà Lan? Để mình kể cho các bạn nghe. Hiện nay Trung Quốc có 6 đặc khu kinh tế: Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn, Kashgar và đảo Hải Nam. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng thành lập các khu vực thương mại tự do gồm Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Đông, Phúc Kiến. Các đặc khu kinh tế được đánh giá là đã góp phần lớn vào việc thay đổi bộ mặt của Trung Quốc sau hơn 40 năm cải cách mở cửa. Tuy nhiên thì câu chuyện thành công của những thành phố như Thâm Quyến không hoàn toàn là chỉ có màu hồng, bởi vì theo như Business China thì mô hình đầu tư tại các đặc khu kinh tế là khác nhau và chỉ có Thâm Quyến là thực sự thành công. Tất cả bắt đầu vào năm 1979, khi Thâm Quyến được chọn trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên ở Trung Quốc. Lúc này thì vừa mới quyết định mở cửa với thế giới.
đặc khu kinh tế Thâm Quyến, hình thành vào đầu thập niên 1980, khi Trung Quốc đang bắt đầu các chính sách cải cách, mở cửa nền kinh tế. Thâm Quyến là một mô hình đặc biệt ở Trung Quốc và cả thế giới. Tất cả những chính sách mở cửa đều được áp dụng thử nghiệm ở Thâm Quyến. Thực ra thì chính phủ Trung Quốc muốn đưa Thâm Quyến đi theo hướng kinh tế cải tiến, công nghệ cao. Tại Trung Quốc, đầu tư đóng góp đến hơn 50% GDP của cả nước, nhưng tỷ trọng này ở Thâm Quyến thì chỉ dưới 20%, trong khi thì các ngành nghề công nghệ cao đóng góp đến hơn 40%. Từ những năm 1980-1990, các công ty đã tận dụng các chính sách ưu đãi của Thâm Quyến để mở công xưởng tại đây, thu hút một lượng lớn công nhân giá rẻ từ các vùng nông thôn của Trung Quốc. Ngày nay, thành phố này có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, cung cấp mọi thứ cần thiết cho các công đoạn sản xuất thiết bị điện tử tại chỗ. Thâm Quyến cũng trở thành một nơi quy tụ nhiều nhà sản xuất công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp và cả những nhà đổi mới công nghệ toàn cầu muốn gặt hái thành công. Huawei, ZTE hay là Tencent đều lớn lên tại đây, bên cạnh rất nhiều các công ty khác nữa. Trong một thập kỷ gần đây, Thâm Quyến nổi dần dần như là thung lũng silicon của châu Á, với nguồn hàng điện tử dồi dào từ Authentic, Superfake, Fake 1, Fake 2, Fake N. Nếu mà có dịp ghé thăm Thâm Quyến, thì các bạn có thể đến thăm chợ công nghệ lớn nhất thế giới, Hoa Cường Bắc. Khu chợ này đang tập trung khoảng hơn 20 trung tâm thương mại lớn nhỏ, với tổng diện tích lên đến gần 70 triệu mét vuông. Có đi 3 ngày thì cũng chả hết được cái chợ. Theo thống kê thì 90% thiết bị điện tử của thế giới được sản xuất tại Thâm Quyến. Hàng chục nghìn nhà máy, 5.000 nhóm tích hợp sản phẩm và hàng nghìn xưởng thiết kế. Thành phố này nay đã trở thành cửa ngõ của những thứ liên quan đến mạch điện, chip, đèn LED, màn hình cảm ứng. Thâm Quyến có một mạng lưới tập trung hàng chục nghìn nhà máy và các xưởng sản xuất hàng nhái chuyên nghiệp. Các sản phẩm bắt chước mẫu mã thường được gọi với cái tên là Shanghai. Theo giới phân tích thì chính Shanghai, chứ chẳng phải là Apple, là thủ phạm khiến cho các tượng đài công nghệ về điện thoại di động như là Motorola hay là Nokia sụp đổ. Shanghai là một hệ sinh thái cộng tác bao gồm các nhà sản xuất sẵn lòng làm bất cứ sản phẩm nào dễ bán. Nếu là điện thoại thì đó sẽ là iPhone hay là các thương hiệu smartphone đang hot khác. Tất cả thiết kế, danh sách vật liệu, rồi đến quy trình sản xuất đều được các nhà sản xuất chia sẻ với nhau. Và ở đây thì hoàn toàn không có khái niệm về sở hữu trí tuệ. Họ có thể phát triển, sản xuất, bán ra thị trường những sản phẩm mà không có bất cứ thương hiệu nào có thể làm được. Đây là lực lượng hùng hậu, có lúc lên đến 25.000 công ty sản xuất 1/4 số điện thoại di động cho cả thế giới. Tuy nhiên thì Shanghai không đơn thuần chỉ có nhái y nguyên sản phẩm, họ cũng tìm cách cải tiến và chỉ nhái những điểm mạnh, đồng thời biết cân đối với chi phí bỏ ra. Từ khi sang đây thì mình đã biết được một sự thật, đó là cứ đưa cho người Trung Quốc ý tưởng, họ sẽ làm sản phẩm của bạn hoàn thiện, thậm chí là còn tốt hơn cả bạn kỳ vọng. Tuy nhiên thì cũng phải cảm ơn những ý tưởng từ các nước phát triển. Các sản phẩm sau đó trở thành cảm hứng để họ sáng tạo các chức năng mới hơn, hay ho và bắt mắt hơn rất nhiều. Quay trở lại với hệ sinh thái Shanghai, nó đã tạo ra nhiều thương hiệu đổi mới toàn cầu. Chỉ cách đây 5-7 năm, các nhà sản xuất điện tử ở Trung Quốc luôn bị coi là lừa đảo, với lợi thế duy nhất là sản phẩm giá rẻ. 70% smartphone bán tại Trung Quốc thời điểm đó là từ 3 thương hiệu nước ngoài. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. 8 trong tổng số 10 thương hiệu smartphone hàng đầu Trung Quốc là công ty của Trung Quốc và 3 trong số đó đang đứng trong top 6 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Chất lượng cải thiện, cộng với marketing được thực hiện tốt hơn đã giúp nâng cao đáng kể vị thế của thương hiệu smartphone Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chính sách cũng đã chuyển dịch theo hướng hỗ trợ phát triển khu công nghệ cao trưởng thành hơn. Chính phủ khuyến khích sáng tạo và tăng trưởng kinh tế theo hướng mới. Các nhà sản xuất hiểu điều đó có nghĩa là phải tự đổi mới, tìm hướng đi mới để không mang tiếng là copy ý tưởng của nước ngoài. Vài năm trở lại đây thì Thâm Quyến đã cung cấp nhiều khoản hỗ trợ lớn cho các ý tưởng đổi mới, trong đó có hội thảo chia sẻ ý tưởng, các khoản vay lãi suất thấp hoặc là không lãi suất, ủng hộ thiết bị cho các hỗ trợ công nghệ và thu hút sự quan tâm nhiều hơn của giới truyền thông. Từ đây thì người Tàu dùng hàng Tàu, Baidu thì thay thế cho Google, Weibo, Sina thay thế cho Facebook, Twitter, Youku thì thay thế cho YouTube. Đặc biệt là sự ra đời của WeChat, nó là một cú hit lớn trong nền cách mạng công nghệ 4.0 made in China. Cùng với đó thì là các trung tâm đổi mới giúp cung cấp hỗ trợ cho các nhà đổi mới công nghệ trên khắp thế giới muốn khởi nghiệp từ Thâm Quyến. Nếu chỉ nói đến công nghệ, các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất ở Thâm Quyến thôi thì e rằng là hơi bất công với thành phố này. Thâm Quyến khiến cho người ta muốn ở lại,
không chỉ bởi vì cơ hội làm việc hấp dẫn, mà còn bởi sự văn minh và sạch đẹp. Như phần đầu mình đã đề cập, Thâm Quyến có đến 20% tiến sĩ của Trung Quốc, là nơi làm việc của các tập đoàn lớn, nên là mặt bằng dân trí ở đây rất cao. Ở các khu trung tâm, bạn hiếm khi nhìn thấy rác, vì luôn được quét dọn 24/24 giờ. Ý thức của người dân cũng được nâng cao, chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường. Thâm Quyến cấm xe máy, là thành phố không khói bụi, cũng chả có tiếng còi xe inh ỏi, vì tiếng ồn thập cẩm ở các xưởng, nhà hàng, siêu thị đã làm cho người ta mệt mỏi lắm rồi. Nên là thêm tiếng xe như ở Việt Nam nữa thì chả mấy chốc mà dân chúng hóa điên. Ở Thâm Quyến, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp, bấm còi là một hành động rất bất lịch sự. Thâm Quyến đẹp, nhưng mà không phải đẹp kiểu cổ kính, yên bình, mà mang vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung, không quá xô bồ, nhưng nhịp sống nhanh. Người Trung làm việc nhiều, nhưng mà chơi thì cũng chẳng kém, bằng chứng là những kỳ nghỉ lễ dài mỗi tháng, nghỉ 7 ngày Quốc Khánh, nghỉ cả tháng Tết Nguyên Đán. Nhưng trước những kỳ nghỉ ấy, họ đều làm việc thâu đêm, tăng ca để kịp giao đơn hàng trước ngày nghỉ. Đó là một trong những đức tính mà mình thấy rất ngưỡng mộ và cực kỳ thích ở người dân ở đây. Ở Thâm Quyến, không có chỗ cho người lười lao động, lười sáng tạo. Ai cũng làm, cũng muốn tìm thấy tương lai tốt hơn. Và Thâm Quyến là mảnh đất nuôi dưỡng và biến ước mơ của họ thành hiện thực. Và quả thực, mình thấy đây là một thành phố đáng sống. Nhìn vào sự thành công của Thâm Quyến, hy vọng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có những đặc khu kinh tế như thế, để cho trí tuệ Việt, lao động Việt có một mảnh đất màu mỡ, viết tiếp những ước mơ, hoài bão làm giàu trên chính quê hương của mình. Và càng hy vọng hơn là với những đặc khu như thế, chúng ta sẽ có những sản phẩm made in Việt Nam độc đáo, chất lượng, vươn cao, vươn xa hơn nữa. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.